phần miệng bình. Cách để chúng ta có thể mở được cái nắp bình, đầu tiên chúng ta sẽ ấn giữ cái khóa van an toàn, nhấn giữ, sau đó quay ngược chiều kim đồng hồ. Phần vòi dài được thiết kế dài hơn cho giúp cho cái quá trình chiết nhiên liệu của chúng ta dễ dàng hơn. Phần miệng vòi rộng 2/3 vừa với những thiết bị nhỏ. Phần vòi có hai móc cố định, dễ dàng sử dụng cũng như là dễ dàng chiết nhiên liệu. Phần nắp thì có hai phần là phần nắp phụ và phần nắp chính. Phần nắp chính chúng ta dùng để gắn vào đây. Rồi, chúng ta quay theo chiều kim đồng hồ, cũng nhấn giữ cái nút van an toàn, chỉnh lại. Rồi, chúng ta có thể thấy là khi tiên đổ ra thì nước không hề rơi ra một giọt nào cả. Tại vì vòi được thiết kế tự động ngắt giúp cho cái nhiên liệu ở trong này chống bay hơi và cũng như chống tràn rất là tốt. Này, mình sẽ đổ nhiên liệu ra cho các bạn xem.